vâng xin chào bác chào anh em chào mừng các bác quay trở lại với kênh của quyết audio à, ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục có một mẫu mic nữa giới thiệu cho bác các anh nghe à, mẫu mic uh, Acupay s 300 đây là một trong mẫu mic mà cái thời điểm uh, đặc biệt gần tích nguyên án uh, vừa rồi các bác mua với giá rất rất là cao các bác nhé rất là cao nhưng thời điểm này thì uh, giá nó cũng rất là giảm nhiệt em nhập được về giá đẹp hơn thì em cũng um, giảm cho các bác uh, giới thiệu sơ qua một chút về em mic Acupay này ở ừ, rất nhiều các đơn vị thì giới thiệu ở đây là hàng của Nhật, hàng sản xuất tại Nhật uhm, Rồi cũng có anh em thì báo là hàng uh, thương hiệu của Nhật Đúng là nếu mà cái tên cái thương hiệu của Nhật, Made in Japan đúng không ạ? Đê trên vỏ hộp của nó, karaoke.japan Chứ không phải Made in Japan, xin lỗi các bác nhé Made in Japan thì là uh, in Japan thì nó đã sản xuất tại Nhật Nhưng cái này thì không phải hàng sản xuất tại Nhật đâu, các bác đừng nghe ông nào nói đấy hết thương hiệu của Nhật thì có thể là cái tên này đây tên này nhưng mà em cũng chưa thấy cái thương hiệu này của Nhật hay là do em hiểu biết ít chưa tìm hiểu đến thì cái này em không dám đánh giá nhá à, A này thì là hàng do về nhập từ bên nhà máy về Việt Nam Đấy. một đèn F300 à, mẫu này thì có đầy đủ các tính năng cảm biến gia tốc tự ngắt đầy đủ các bác nhá đầy đủ luôn ạ À, những cái nút như là đây các bác phải để ý giúp em nhé nhiều anh em thì uh, không để ý có cái nhìn nó vôn này đấy vôn các bác bấm luôn trên bảo tại sao nó không tăng giảm âm lượng được hoặc là anh em nhìn cái nút ngoài cùng này mà không biết cái nút ngoài cùng này là gì nó nảy đâu mình đây là cái, những cái nút mà uh, mũi tên xuống này là thay đổi tần số các nhé mũi tên lên xét set này à đây nút âm lượng đây đó công tắc đằng trước này công tắc tắt mở chứ không phải là công tắc nhấn giữ nữa đó ở phía sau luôn thì ở phía sau quay cho bác xem thì anh em cũng hỏi luôn là hai cái nút xoáy xoáy này là tăng giảm âm lượng sao không thấy nó tăng lên thế? Đây không phải tăng giảm âm lượng các bác nhé, đây là nút để chỉnh độ nhạy, chỉnh độ nhạy cho mic tùy mic của bác. các bác, bạn càng lớn, càng dấu cộng càng lớn thì mic nó bắt càng nhạy hơn, nhưng đồng nghĩa thì bắt càng nhạy thì cái khả năng thu thập âm của em nó thì nó nó càng nhiều Đấy, chia sẻ bác như vậy. Còn hai cổng ba lăng này, hai cổng ra riêng của hai mic. Còn thường thì nó sẽ sử dụng ở gia đình thì chúng ta sẽ dùng dụng cổng giá chung cổng 6 ly tay mic đây đó các bác nha quay tay mic cho bác anh em cùng xem tay mic ở kim loại à, côn mic cũng là kim loại luôn củ mic cũng kim loại luôn các bác nhé Đấy. Vì thì vì tím hộp sóng lớn Đấy, em quay cụ thể cho bác anh em xem mẫu này thì như đã nói trước rồi có đầy đủ cảm biến gia tốc và tự ngắt các bác nha à, với mẫu này thì các bác mua ở trên thị trường với thời điểm này thì chắc giá cũng còn khá là cao Anh em có thể khảo giá thoải mái mà các bác Giá thì cũng niêm uh, cũng công khai luôn với giá hiện tại với uh, với số lượng uh, Hiện tại bây giờ thì giá em đang để là 1 triệu 690 nghìn Bao ship, bao ship toàn quốc các bác nhé Các bác về các bác nhận hàng uh, kiểm tra đúng hàng thì bác thanh toán Đây, thử tiếng cho bác nha Đấy, Có mặt hình mặt trăng này không biết các bác có nhìn thấy không Em thử tiếng cho ừ. bác này nó kết nối cùng với em Adni KT 530 Plus các bác nhé Để toàn xuống đẩy đây loan thử tiếng này Alin Alin 1 2 2 3 4 5 6 6 7 lưng Bắt mấy khá nhẹ nhàng và tiếng xì khá là êm ái đấy các bác À quên để để các bác thể test cái tự ngắt luôn Con này có tự ngắt các bác nhé à, Có tí để, à, để một nát đây thì nó hiển thị cái mặt trang nó nháy nháy này con này thì đánh giá về cái phần tự ngắt thì nó ngắt hơi chậm so với một số dòng hiện tại bây giờ so với một số mic mà của bên em ấy. thì nó ngắt chậm hơn bình thường chỉ khoảng tầm 3 giây khi không động chạm thôi em này nó khoảng phải khoảng tầm đến năm đến bảy giây thì bắt đầu nó mới có tự ngắt nhưng cái này thì nó cũng có một điểm điểm khá là hay bởi vì là nhiều anh em thì cũng muốn là giữ vừa đặt nó xuống xong mình hát luôn thì không phải kiểu như là nó phải khởi động lại chẳng hạn cái này thì mỗi sở thích mỗi người tiếng rất là hay các bác nhá em thử tiếng cho bác anh em nghe rồi đấy tiếng em này rất là hay tiếng đặc biệt về cái tiếng xì tiếng xì đuôi về sau mà nhiều con vang số phải xử lý phải có cái tiếng xì này thì em nghe thấy em này em đánh giá khá cao về về cái chất, chất âm đưa ra à, giá thì em có báo trực tiếp cho bác anh em rồi đúng không hoặc là các bác nào à, các bác nhìn à, tự ngắt bắt đầu nhanh nhảy rồi, nhảy, nhảy. đấy là có tự ngắt rồi đấy, còn bác, bây giờ các bác dùng lên là đấy, có tự ngắt này à, không có tự ngắt bắt tiếng tiếp thôi các chạm vào nó nhiều anh em thì thử thử tự ngắt đấy thử tự ngắt thì có cái cái vỗ ở đây này. Bảo sao tạo sao, sao vỗ ở đây nó cứ ra tiếng này bác dụ vỗ ở đây thì nó đã có tác động lực vào trong cái con mic thì chắc chắn là nó phải thu tiếng rồi các bác ạ rồi các bác nhá mẫu mic Acufay S 300 khuyến mại sâu cho bác anh em luôn với giá chỉ 1 triệu sáu trăm đồng và bao ship về tận nhà cho bác anh em các bác nào chốt ra sản phẩm mic um, S 300 này thì các bác nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho anh em chốt mic S 300 Đấy, chào các bác dễ nhắn tin S300 và bên em sẽ gọi lại chốt đơn cho bác anh em Giá 1 triệu 690 000 đồng và bao ship về tận nhà cho bác à, Anh em về nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì bác thanh toán Và cam kết các bác luôn là hàng mới 100% bảo hành 1 năm 1 đổi 1, 1 trong vòng 60 ngày Và các bác anh em đang xem video thì nhớ cho em xin một like đăng ký kênh